Dạ con cá lóc cái chê. Wow. Ôi dữ rồi. Ôi dữ rồi kìa. Vậy. Mình xin kính chào ông bà cô chú, anh chị em và các bạn đang xem kênh Tui Tèo Vlog. Chào mừng chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Sáng tay. Thôi cũng nghe. Nhưng mà vừa nó rụng nó chứ, ghi cũng mấy trái. Thôi mình lụm trái anh. Cũng chưa biết, cũng chưa muốn ăn gì mà thấy nó rụng mình không lụm, uổng à. Nay thì tiếp tục đi thăm mấy cái loài cá nữa cả nhà. Hôm nay cũng lâu rồi ha. Ừ. Từ tèo thăm từ hôm bữa tới giờ cũng lâu rồi đó. 5 ngày chưa? 6 ngày, ngày chưa? Cũng lâu rồi, không biết bao lâu. Bữa nay đi thăm nữa thử khó không cả nhà. Dạ mà cả nhà, thăm loài cá cũng như cầm tẹo nha. Cái đầu tiên. Được không? Ui, ui. Ui, cá lóc cả nhà ơi, hai con luôn. Cái này con nhỏ con bự. Cái này bữa hổm tàu giả không có, tàu dời nữa nha. Còn kia nước nó hơi cạn á. Giờ đây mình sâu một chút đi, có cá. Con cá tròn do luôn ha. Ừ, cá này đủ màu nha. Nhỏ. Vậy giữ. Nhỏ không giữ. Em cầm đứng đứng gần đứng đường, ở đâu nữa anh? Anh có đặt lại nữa không? Giường này phân cò quá trời luôn. Giường này ban đêm cò vậy ngủ. Tại xung quanh mình không ai bắt cò ha. Mấy chỗ khác tại văn lưới dính luôn á. Bắt cò đi. Đây hả? Em ru rồi đó. Em ru rồi anh ơi. Ồ, giật, có giật, có giật, có giật. Được rồi hả? Ôi, ôi. Tính em ru rồi. Nó nằm im, nó động lắm vậy. Coi coi, coi coi. Ồ, cá lóc có phi. Wow. Cái này nhiều hơn nãy nữa. Hai cá lóc đang có phi chứ nè. Có cá phi là nó cũng dễ gì lắm. Cá phi mình phát mưa mình thấy cái này. Nó chạy là vượt, vượt, vượt luôn á. Chúng rồi đặt nữa nha. Thử vài bữa nó coi làm sao. Cái kiểu mà đặt cái quên lãng đó nha. Mấy ngày cái tài quên á. Nhớ trực lại thì mình nhớ mình còn mấy cái lờ. Bữa nay làm xong công việc hết trơn nha. Thăm thử đi. Mình đặt để đó có cái gì mình nhớ cũng có cá ăn ha. Nhớ thì phải đi thăm là có cá. Mà thăm sớm lắm cỡ 3 ngày trở lên mới có đó nha. Cá này cái nào biết sao mình đặt 2-3 ngày có một cái sạch nó vô. Là cá lóc này nó ăn cá sạch. Nó thấy cái sạch này nó kiếm đường nó vô. Vậy không thấy cá sạch ha. Đây là cái cách này cả nhà. Thì khô nữa hả? Lắc nước không? Cô gì mà chuột nó cũng gắn nha, trời ơi, một đống dưới gốc nó lên cả nha. Như gì nè, thì hay cầm về để làm có ăn gì ăn. Chứ để nó lên cây gì nè. Anh của Nguyệt chủ vườn này nè, cũng không có trồng ha, tại giống vườn này nó xấu. Vậy đó bán đâu được đâu cả nha. Quầy gì có trái. Nó không xa trái ha. Gì không?
Ô giật. Dạ nó chạy. Cái chê, hai cái chê hả? Chê. Ồ nó máng dài vô cái hôm luôn kìa. Chê trắng cả nhà. Trắng không anh? Sao nó đen hả? Tại nó ở nước 10 ngày. Vậy hả? Cái bụng nó trắng kìa. Cái sợ nó dướng rồi nha. Dướng chết rồi. Cái chê dướng gai đó sao gỡ trời. Trời dướng xe luôn à. Chê trắng hai con. Cái cánh cọc. Sao nó cục cục giống cái chê vàng ha? Sao anh coi coi. Nó ú rồi vậy. Nó ú nhìn thấy nó cục con nhỏ này nè. Trắng nè. Nhỏ này nè. Nó ú nó cục cục giống như cái chi vàng. Nó vô nó này chắc vô nó, trước nó, lâu rồi đó. Lâu rồi. Nó quấn cái gai nó tung rồi. Mình sao xử lý cái đây. Dạ. Anh lấy lá chuối không? Này lá chuối của vợ một con. Lá chuối nó trơn nhào. Nó cũng giống cái chi vàng, nó bông bông. Mà sao nó đen? Giống cá chi trắng, cá chi đen trong phim Tà Thiên quá. Trong phim Tà Thiên cá chi đen thui lùi luôn giống như con này vậy nè. Không giỡn được cái nhà cái quẹt gác gác nè. Ủa cá chê nhất không? Nhất lắm. Anh chưa bị đâm lần. Hồi nhỏ em không biết phân biệt cá chê cá ngát nha. Hồi nhỏ hay đi bắt hôi đăng ở ngoài cồn á mà người ta hay đăng với mé đó. Còn đâu có cá chê. Cá ngát mà. Ý sao mà nói cá ngát? Rồi cái gì cái mình lên cái ruộng nè mình thấy cá chê mình tưởng cá ngát. Rồi em không biết cái nào là cá ngát cá chê. Nhưng mà bây giờ thì em biết phân biệt là hình như là cái ba gai cái hai gai phải không? Cá ngát nó có gai trên lưng. Cá chê nó không chê có. Nó hai gai hai bên à. Tại vì hồi nhỏ không biết á. Không biết phân biệt thì phân biệt vậy. Nói à cá ngát sao người ta nói ăn ngon lắm mà sao đi bắt hôi cái mấy diệm rồi nói bắt hôi á sợ cá ngát dữ lắm, sợ ngát đâm á. Nói chữ gì mình gặp cái ngát mà gặp cái ngát có bằng ngón tay à nhưng mà rất là hại nha. Nó đâm trúng một cái đây rồi là khóc mấy ngày luôn. Chị ba đã bị đâm đó. Ừ? Chị ba hồi xưa mới có chồng á cái lúc xưa dựng cư đi đăng với đi ra thả lưới nè. Chính cái ngát vậy đâm bả làm sao một cái rồi bả khóc nguyên ngày. Chị ba làm cái gì? Làm cá hay gì? Làm sao mà bị đâm. Em về nhà rồi hay là bắt đăng gì đó anh cũng nhớ lâu quá. Khóc nguyên ngày. Tới con cá ngát nó đang là cái nước lớn nó mới hết nhất. Yeah. Chắc nước càng nhất lắm. Nhất tới hành nóng lạnh luôn á. Dữ lắm. Hên là em nghe kể thôi chứ em chưa từng bị. Thôi. Chứ em đi bắt em thấy cá người ta bỏ lại nó cái này cái ngát nè, mà nhỏ xíu mà chắc nhỏ người ta không bắt á. Ba cái cũng im cả nhà. Mà đợt này cá không bự mà đập hổm ha. Ừ. Có cá kia vô vậy đó. Một cặp cá chê. Em nhớ trong bùi sậy này không mà. Phải không mà. Kia. Tháng này nó ra bông chứ. Đọt cầu chứ. Mưa thấy hàm. Cái này cũng có trúng. Thấy động quá đó. Thấy động quá đó. Hả? Vô luôn hả? Ôi, nên đây là điểm lý tưởng mà quá mát mẻ luôn. Hết việc rồi. Thấy em quay hết việc nó còn nhịp à. Rồi dở lên coi. Đó. Dở lên coi. Dở coi cá lóc cái chê. Wow. Ôi dữ rồi. Cá lóc. Hai con lóc. Ôi. Đóng cái gục. Cái gô. Cái gục phì cái gầm. Cái nó gầm à. Cái gầm. Cá phì cá lóc này mà gì. Cái này để càng lâu càng ngon nha cái nhà. Nhưng mà đặt thì mình phải bỏ cái chai vô mà có nước lên xuống nó nổi lên được. Ôi thấy ham quá anh. Hai cái lóc chà bá. Cái này trúng nhất nè. Hết chưa? Còn trái nữa. Trái nữa hả? Thì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là cái lợn này thầy mua cái nhiêu thì thầy mua trên Lazada nha. Cái 20.000. Lấy vốn được hả? Cái 20.000. Lời luôn à hả? Cái 20.000 nhưng mình dỡ cái này là mình chưa vốn chưa lời rồi. Không hổm gà mình dỡ chắc lời rồi. Ờ thì lời nhưng mà có cái này mình tính dỡ cái này thôi là mình lời rồi. Ừ. Cái này cũng rẻ cả nhà. Đâu có mắc đâu, cái 20.000 nó rẻ đâu á. Như tại hồi tèo làm được cái này tèo bán 20.000 mà tèo không bán. Bộn quá nè anh ơi. Bộn rồi đó. Cái này trúng chỉ rồi.
Nhiều con hơn. Cái này để lâu chứ rồi. Đầu mình có bao nhiêu ngày. Cái này đã có 1 tuần. Chứ rồi mình dỡ còn cá sặc ha. Cái này để lâu quá hết cá sặc. Lâu hơn rồi ăn. Cá lóc thì cái sặc mê lắm. Ôi dữ rồi kìa. Ôi. Vậy? Cái này đâu thua cái nó dữ rồi đâu. Con lóc. Có phi nhiều. Vô phi. Vô đồng. Vô đồng nữa hả? Ừ. Vô cá bông dừa. Cá lóc táp gì. Chết queo rồi. Cá bông trứng nó vô bị mấy con cá này quậy nó chết. Vô phi nó ra ngựa nó dướng gai. Cái gô này cái gô trống nè. Cái gô trống nó chống. Xanh, cái lê, cái kỳ, cái đuôi nó đỏ. Nó hồng nó đỏ vậy. Nhìn này nè. Nó hồi về sổ thằng quả cho cái nhà câu với trong cái xô nhìn không rõ. Nhìn nó không cận cảnh được biết nhiêu, nhìn chung chung. Nó không thấy ham mà mình đổ ra cái phao. Cái sậy này đặt sướng rồi cả nhà, không bao giờ bị sẽ tươi ha. Không biết. Nhưng mình ngâm nước hoài đó. Không biết đặt cái mình cuốn về cuốn gan luôn. Mất. Biết là để luôn chứ không có để cuốn. Luôn tươi xanh nè. Khi nào mà thăm hết có mới cuốn. Cuốn người dục sậy luôn nữa là mình đặt cái mình làm cái đó khác. Đó, cuốn về sậy mình cứ ngâm chứ mương. Sợ nhóc nữa. Rôm về bỏ mương đi, mốt mình lại đặt mình lụm tiếp. Đâu có hư đâu. Chùi vô đi. Trời lợp bóng mát luôn ha. Mời cả nhà cùng về coi thành quả nha. Tới nhà sổ thành quả thôi nha. Quá trời. Thả nó mấy cái lóc nhỏ nha. Ừ. Hết hồn thử cá bự quả xô đi. Cá nhỏ nữa mình thả lóc lại. Lóc nhỏ đừng nuôi lại cả nha. Và về có cái lóc nhỏ này được lại chơi nè. À, sang năm là có cá lóc ăn nè. 2 3 4 cá lóc bự. Cái chi nhỏ nó bỏ mưa nên nè. Cái chi trắng này em nuôi làm chi? Vậy hả? Nó đâu có lớn đâu. Lớn không? Không. Nó bự bự gì chút là rồi đó. Uh-huh. Lâu lắm, nó lớn mà nó lâu lắm. Thôi thả con nhỏ đi. Thả cái chi lại hả? Ừ. Cái chi này chắc con cặp quá. Con đực con cái. Đây chi đi. Thả chung với cái chi phi đi. Ăn con cá bự được cả nhà. Chi bự nè. Cái chi này tèo thích nhất là nấu canh chua ăn kho tiêu á. Kho tiêu ha. Ngon lắm. Vậy mà cá chê kho tiêu. Chị mẹ ít dao em ơi. Ừ. Ở phía bên chuồng bò của Nguyệt á, những lồng nó bò như nè cả nhà. Bích hết chơi luôn ha. Rồi để ăn cho nó mát bò á. Nếu có ăn đọt thì để ra bẻ ăn luôn. Nó tiện lợi. Đọt tốt cả trời luôn. Quá trời luôn nè cả nhà. Bên phía đó ha, còn phía sau này nữa. Phía sau này dữ lắm nè. Ồ, những lồng không luôn. Em tính em định sao phải không? Em ruộng xuống cho cái cây dừa nó chống nè. Nó phát triển nè. Với mình cũng ruộng xuống á. Mình bó lại mình đem đi chùa. Bông tơ trong đây cũng có nên anh. Lá trong đây tốt hơn nè. Thấy nó bò nó bịch quá. Cái cây này, cây dừa nó không phát triển nè. Quá trời bịch luôn à. Bông tơ lá ở đây nè, tốt. Cái đọt cũng đi lên trên hết rồi. Hả? Phía sau chuồng gà hả? Có dây bắt dây bò tốt. Thôi đây có cây ớt chim ỉ nè anh. Hôm nay phát hiện cây ớt rồi đó nha. Có trái nè.
quả lá mồng tơi tốt tốt không? Cái cây rồi nguyên dây chà bá nữa kìa. Tốt. Quá hết trời tốt rồi, ở đây nè. Hả? Ở đây nè. Dây bò lên luôn. Em lồng đây nè ha. Mồng tơi. Rồi mồng tơi lá tốt. Cái gà làm lý tưởng nhưng mà gà nó không thích ở. Nó thích mà ánh sáng nè, gà mình á. Nó trước không? Ăn trước tèo ở trong đèn á nha. Cho nên nó ra đó nó ngủ. Nó không ngủ ngoài này. Ở này thánh nắng này mà đi gặp dây mùng tơ như là gặp được vàng. Mùng tơ lúc này nó hiếm lắm cả nhà. Cũng lòng thì cái phía clip này mình đổ con gò cái phân hữu cơ á. Làm như nó tốt ha. Chứ mấy đám khác em thấy mấy cái vườn kia là nó cằn cỗi chưa? Khô rồi. Còn cái ngay cái chỗ phân bò nó còn đổ ẩm. Chứ nó có phân sẵn á. Ừ, nó tốt. Tốt quá trời trái tốt. Quá trời trái luôn cả nhà. Sao giờ nhắn lòng chim nó không ăn. Vậy hả? Ừ. Nó ra nó đè cái vô tầm ăn mình nó ăn không à. Ừ. Nhưng mà ăn ra không còn cái nào nữa chứ. Đỏ là ăn rồi, không có cần thay khoai tới tím nha. Mình bắt dây ở đây cũng có luôn nè. Nó luôn. Chuối mới trồng đây mà có buồn rồi nè cả nhà. Được mấy nãy à? Chú già này nó bự ra là nó cũng nhiều lắm đó, cũng buồn nãy bự lắm đó. 2 4 5 6 7. Bảy nãy. Bảy nãy nhưng mà nếu mà bán buồn thì như là người ta điếm nãy, người ta bỏ 2 nãy chót. Còn có 5 nãy. Bò cái nhà gì cũng bò được, đùng trái luôn á. Bẻ lá hay bẻ đọt anh? Bẻ lá, bẻ đọt luôn. Bẻ lá ha, lá nó mềm quá nè. Lá lá non á, đừng bẻ lá già. Cái nhà nó canh sợ nó dai. Thấy nó mềm nè. Mềm. Cho bò, nó bò vô cỏ nè. Đâu, cái gì vậy? Mình bát hả? Chú già hồi nữa bẻ thêm trái mớp nữa. Chú già nó mau hơn cái mấy chú kia ha. Chú ăn măng có đè rồi trồng nó lâu lớn quá nha. Chưa thấy lú măng nè. Kìa cái đọt nữa kìa. Bình bát chay. Ủa ngó tháng này nó cùi đầu hết trơn à. Nắng quá nó cùi đầu. Chè tháng này nắng trồng sống là mừng gì, ở đời măng nữa. Chắc cỡ tháng mưa, nó mới muốn lú măng được. Và bình đầy. Hai cái mớp vào cành. Trên đó con trái kìa. Trên đó. Đây trái kìa. Đu kìa. Không biết trên nóc nhà có, nó đang bò trên nóc nhà đó. Cái mớp này chỉ gọi là cắt chỉ cái nhà nào giờ nó lớn. Mau ha. Đúng là cái nó chơi bầu chơi bí, con này chơi bầu chơi mớp. Hồn mau. Hồn mau lớn. Thơm, thơm. Đó trái để giống luôn anh. Cái mất giống. Ủa cái phần trên dây này anh cắt ngang chứ anh đâu có nhổ gốc hả? Trên dây này không linh. Bữa nay cho cả nhà coi ba con mèo. Mèo lớn nha. Con. Cũng cũng ra vô em được. Để ngoài, anh để ngoài. Đặt này cưng sữa quá cả nhà. Đặt này nghe mặt sáng sủa nè. Cưng quá. Này là tam thể nè, ba màu. Con này cũng tam thể. Hai con này giống giống nhau. Cưng chưa? Thấy cưng chưa cả nhà? Ui nù. Mà cô chú thấy cưng chưa? Không biết ăn chưa nữa. Ê mà mẹ nó ra kìa. Mẹ kiếm rồi hả? Thấy nó kiếm rồi. Tại vì để trong nhà bếp á, rồi cái mình kinh ra. Kinh ra đây sáng cho ông bà cô chú coi á. Rồi cái nó kiếm liền à. Hai con này nó giống mẹ nè, lông nó giống mẹ nè cả nhà. Con này giống hơn. Ừ, này giống. Con này lắm như nó không có màu này ta. Màu vàng này. Ha. Ừ. Con này. Mà nó cũng ba màu. Cái cơ quá cả nhà. Có mấy con cái mấy con đực. Hai con này cái nè. Hai con cái, hai con này đực quá. Con được hả? Ừ, con này đực nè. Mà con màu này nhìn nó cưng quá ha. Nó màu nhìn nó sạch. Cái nét của nó nè, này vàng nè, này trắng tươi nè, này đen nè. Còn mèo này làm như là sắm cho anh. Thấy cưng. Đây bỏ vô xong rồi đem vô cho mẹ nha. Mẹ kêu nha. Giờ xong xuôi về tới nhà thì cũng chuẩn bị làm cơm. Hai bé thì hôm nay ra lại gạo phụ. Xin chào mẹ cô chú. Xin chào mẹ chú. Bé Út thì gọt mớp, Thảo Quỳ thì lại rau. Không biết gọt không? Hôm nay bà nội đi công chuyện rồi cả nhà. Cái dao đó bán nhiều. Chút xíu nữa, chắc bà nội về chắc kịp cơm. Làm tranh thủ làm cơm xong rồi bà nội về có cơm ăn luôn. Cá thì vợ đây cũng làm xong rồi cả nhà. Chia ra hai phần. Đây thì đầu cá lóc ha, với đuôi ha. Mình sẽ nấu canh mớp.
Còn này cá gô nè, cá chê, cá lóc nha. Mình sẽ kho, kho tiêu, cá chê kho tiêu. Mình ốp cá nha, có chuẩn bị hành tím nè, với vài khúc ớt nha. Mình ốp cá. Ở đây mình có đường nè, ít muối, hạt nêm, với bột ngọt. Mình ốp trước một ít tiêu ha, cho nó thơm. Mình cho một ít nước màu, thêm một ít nước mắm luôn. Rồi mình trộn đây, trộn đây để cho nó thấm cái chút xíu mình bắt mình kho. Biết gọt giỏi ha. Này gọt mớp thấy bộ nhừng nhuyễn rồi đó. Đó. Cái cây bào làm như bào dễ à? Bán á. Lúc hổm mà bé Út bào bé Út để dưới tấm thớt á. Gậy. Giờ đi mình lớn rồi đó. Thái quy thì công việc thái quy công việc này hơi dễ làm hơn đó nè, nhàn. Chỉ lọc mấy cái rau thôi. Nhiều rau mà không. Rồi anh có ăn đậu gọng thì anh bẻ đậu gọng thêm chấm nước cá. Rồi chấm nước cá anh bẻ ăn nấm. Chấm nước cá đậu gọng mới để vô cái mình chấm ăn cái gì đậu gọng nó ngọt ngon lắm cả nhà. Gì con? Thứ ba tuần sau nghỉ. Vậy hả? Thứ ba tuần sau nghỉ. Nghỉ chi vậy? Thầy con đi học. Dạ. Yeah. Gà bé nắm đầu gồng cả nhà. Bữa nay trên này đi xuống trái nhiều rồi nè. Mấy trái nồng nồng ngọt. Ăn giòn. Thiển thiển mấy trái bự rồi cả nhà. Ừ. Không gầy ăn quá trời ăn luôn. Ăn quá trời ăn luôn mà không hết nổi. Đậu gồng chỗ này ngoài chợ bán rẻ lắm nha cả nhà. Không có mắc. Mấy cái này mình ăn không hết thì về. Thì chịu thôi chứ không có đem mà chợ bán được. Rẻ lắm. Ký mười mấy 20 ngàn vậy đó. Mà giá đó nhưng mà khó bán nữa. Chứ không phải giá đó là bán được đâu. Hầu như là ai cũng trồng được hết trơn. Nên mình bán hơi khó. Quá chừng luôn rồi. Cho cả nhà coi cái đám trong này nè. Đám trong này là mới dữ nè. Nè. Đó. Hơn cái ống đũa nữa. Mấy trái bự này nó đủ ăn rồi nè. Đốt tứ đồ hả? Đốt gà tứ đồ. Cái đám hành bữa nay cũng tốt. Còn cái đốt tứ đồ rồi. Đó. Sáng giờ mà làm à. Quên tứ luôn đó nha. Bé Út về là bé Út nhớ, bé Út chạy ra tứ à. Cái đám gầu ngổ này nó tốt nè, quá trời luôn. Cây củ sắn bữa nay cũng tốt nè. Gà bò ơi. Ờ. Ơi. Ơi. Cái đó cha tứ rồi. Bé Út tứ ở đâu và tứ ở đây luôn cả nhà. Cây củ sắn con này tốt nè Út. Nó cái số đọt này nó hư rồi cả nhà, nó không có bò nữa nha. Cái đầu nó lên lại đọt này, bữa nay nó tốt nè. Người ngõ này luộc là hết sảy luôn, quá là tốt luôn. Hai con được mớ hành. Hành gãy ha. Bẻ mấy cái hành lá gãy đó cả nhà. Chứ không có bẻ lá đứng. Cứ tiện lá gãy ăn hoài vậy đó. Mình có nhúm lửa nè. Bắt mình cắt kho lên mình kho ha. Mình cắt kho mình ốp cũng thấm rồi. Ở đây thì mình phi tỏi lên cho nó thơm nó già ha. Đây nè, cá nè. Để vô. Của mùa tăm cho nước cho rồi cho gia vị vô luôn ha, hạt nêm với đường ngọt cho đây cho nó thấm con cá, nó sôi lên cái mình vớt bọt á, cá nó chín mình để vô vô. Ở bên đây nồi cá kho nó cũng sôi à, mình sẽ chở bè nhẹ tay ha cho nó khứa nó nguyên. Ốp lâu rồi nó cũng cứng cá. Vớt bọt xong giờ mình để mớp vô trước. Mướp. Mướp. À, cũng nhiều cô chú anh chị nói là tại sao mà gọi là mớp. Miền Nam gọi là mớp. Miền Nam chỗ tèo á, nói chung là chỗ tèo là gọi là mớp nha cả nhà.
cái miệng thì nó mớp mớp nhưng mà ghi chữ thì mướp, ghi chữ lúc nào cũng đúng chính tả hết, nhưng mà nói ra là nói từ mớp chứ không nói là mướp. Ở đây thì nồi cá cũng được rồi ha, để hành vô. Cho cá này, cái này chấm đậu gầm, ít dầu cá vậy ha, cái này là dầu cá nha cả nhà. Dầu cá này thơm lắm. Chắc thêm một ít tiêu nữa. Rồi xong. Mớt cũng được, để gao vô ha. Nhãn lồng với bằng tơi. Cái này mình xào qua xào lại là ăn được rồi cả nhà. Trộn lên. Canh cũng chín ha. Mình sẽ để hành vô. Mình cắt thêm một ít tiêu nữa ha. Rồi, dọn cơm ăn. Múc canh rồi dọn cơm ăn. Mẹ thì cũng đi công chuyện mới về cả nhà. Nấu cơm vừa xong luôn á. Dọn cơm ra gia đình ăn luôn. Rồi bữa cơm thì cũng đã chuẩn bị xong. Mẹ thè thì cũng đi công chuyện mới về. Chào cả nhà. Hồi sáng giờ đi công chuyện cả nhà. Mới về tới. Rồi thì tèo mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình tèo nha. Nguyệt mời cả nhà cùng dùng cơm gia đình Nguyệt nha. Mời cả nhà dùng cơm nha. Không, mà bà nội cha mẹ mong chú ăn cơm. Rồi ăn đi con. Đây ngon muỗng hả? Nè. Lúc ăn muỗng rồi đó. Bên đây có canh cá kho nữa ha. Trúng mò béo rồi. Ăn cái cá chê. Được, mời cả nhà ăn cá chê kho tiêu nha. Rồi cả nhà ăn cá chê kho tiêu nha. Ừ, ăn cứ có lắc thôi con. Cứ bà nội nữa. Mà nội con cá không quá no. Bữa nay ăn đồ ăn nhiều thì bữa nay trúng mắm. Cái gì cũng để ở đây nè. Bữa nay cho mẹ đốt đi. Bé Út sao bữa nay ngồi thấy xa cách quá vậy? Ngồi xa cách bà nội quá vậy? Ngồi vậy là ông bà cô chú nó nghịch với bà nội đó. Nghịch không? Bé Út thương nhất là bà nội. Cá chê trắng mình ăn nó béo dữ lắm. Béo. Béo nhưng mà thịt nó dai, nó không mềm. Chấm mình vào gồng ha. Giờ mà nó ngọt. Vào gồng mới hái nè. Ngon nè. Chứ đậu non á, giờ ngon không? Chấm mình nè. Lúc qua cá chê chưa? Cá chê hả? Ăn hết mình lắp cho. Chào ngon dưa leo không? Ngon. Rồi mình thơm ngon ngọt. Tao không hiểu dánh tàn. Dạ. Yeah. Không có trái sao? Tàn á. Tại giống đậu. Sao mình á? Tại giống đậu á. Cái giống đậu của nó thứ động chiến mà. Trái mình... không tốt. Nữa mình có chồng mình vô ngay tiệm đó mình mua nữa là không phản à. Ủa con ơi, chồng toàn thấy trái không? Mà ở dây đậu gồng mình ăn biết chừng nào mới tàn. Mà ăn cái lá nhỏ, còn cái đậu gồng nó ít trái mà cái lá nó bự lắm. Ừ. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha. Dạ. Ồ, cảm ơn cái nha. À, trời, cái đầu này là để vô cái nước mắm này. Ăn ngon. Ngon tốt đi. Ăn. Ừ. Nhiều đi quá là trúng. Trúng hơi lá nhiều hả? Giờ bữa nay đặt mấy cái lời đó. Mấy cái lời để mấy ngày. Bữa hổm dở rồi cái lu lên làm nhà cho cha cái quên đem bộ cá đó. Cái bữa nay nhớ là đi dở chúng quá trời luôn. Con ngon nó không chết hả? Nó vô nó không chết. Con bỏ cái chai trong á. Nước lớn nó nổi ra. Cái dòng nó hạ xuống. Chấm thôi mấy ngày rồi. Cái lợp đó cái lưới nó cũng dạng cũng thưa cá con nó vô ra mình chỉ bắt được cá bự thôi, ý là cá con nó vô ra cá này nè nó thể ăn được không? Có mồi á. Ừ. Rồi nó giòn
cái lớp nước canh nó ngọt. Em tính mất hồng bẻ gao về rồi có ít thì mình bẻ bông lý thêm, mà thấy gao quá trời bông lý để mời ăn. Bữa cơm gia đình Nguyệt cũng đã xong. Nguyệt cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video hôm nay của gia đình Nguyệt nha. Hẹn gặp cả nhà trong những video sau. Giờ Nguyệt chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cô chú.